Kun Bokator. Đó là môn võ có lịch sử lâu đời của Vương quốc Campuchia. Đến nay, giới nghiên cứu đã tìm được những bản vẽ mô tả các động tác kỹ thuật của dòng võ này trên các bức bích họa tại Angkor Wat cùng một số đền tháp. Và điều đáng nói, những di chỉ này đều có niên đại hơn 1.000 năm tuổi. Theo phiên âm của tiếng Khmer, Kun có nghĩa là võ, còn Bokator là đánh sư tử. Điều này nhằm thể hiện sự uy dũng, tinh hoa của dòng võ có 1.000 năm tuổi này. Ngoài ra, trong ngôn ngữ Campuchia, thuật ngữ Bokator cũng để chỉ một loại binh khí bằng tre được gắn vào cánh tay như chiếc hậu thủ, vừa có tác dụng phòng ngự, vừa có thể tấn công hết sức linh hoạt. Theo sử sách ghi lại thì Bokator được sáng tạo dựa trên hình ảnh một chiến binh dũng cảm đã dùng tay không để đánh sư tử từng tấn công gây hại cho thôn làng. Đến nay chúng tôi vẫn có rất nhiều ghi chép về sự tích này. Về mặt kỹ thuật, Bokator có những động tác mô phỏng hình thái của nhiều loài vật như hổ, báo, khỉ hay voi, với những đòn thế sử dụng các bộ phận cứng, rắn chắc nhất của cơ thể như cùi chỏ, đầu gối, cánh tay và cả chân. Là dòng võ có lịch sử 1.000 năm của Campuchia, Bokator được chia làm 12 cấp độ với 8 phần đầu luyện tay không. Đến màu đai thứ 9 trở lên, môn sinh sẽ được tập các bài binh khí như gậy, dao, thương, mã tấu. Và để lĩnh hội hết những tinh túy của dòng võ này, người tập sẽ cần hàng chục năm khổ luyện. Đất nước chúng tôi là xứ sở của Phật giáo, bởi thế nên những ngôi chùa chính là trái tim tâm linh, văn hóa của mỗi địa phương. Tại đây, người dân không chỉ lên chùa lễ Phật, học điều hay từ chư tăng, mà họ cũng được quý thầy dạy võ. Vào thời kỳ khó khăn nhất của Campuchia vào những năm 70 của thế kỷ trước, chính các nhà sư là những người đã gìn giữ Bokator và truyền dạy cho người dân khi hòa bình lập lại. Là quốc võ của Campuchia, bởi thế nên khi xứ sở Chùa Tháp được đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á, ban tổ chức nước chủ nhà đã đưa Bokator vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 32. Cũng bởi thế, từ đầu tháng 3 năm 2023, ngành thể thao Việt Nam đã cho thành lập đội tuyển Kun Bokator quốc gia nhằm chuẩn bị cho sự kiện này. Đáng chú ý, 14 võ sĩ được triệu tập đều xuất thân từ võ cổ truyền Việt Nam. Đây là một điều rất là vinh dự cho cái bộ môn võ cổ truyền Việt Nam. Phải nói đây là cái lần đầu tiên đó mà tham gia một cái đấu trường lớn ở SEA Games. Và chuẩn bị về lực lượng thì chúng ta đã biết rồi, đây là những vận động viên là có thành tích tốt trong toàn quốc, chọn ra các em để tham gia mà tập luyện và thi đấu. Đầu tiên thì dự kiến là 9 cân là 18 vận động viên, mà trong quá trình cũng các địa phương nó gặp khó khăn hay các em nó thi đấu giải gì nó bị chấn thương thì không tụ tập được, thì tụ tập được 14 em. Thì trong 14 em đó thì có 9 em chính và có 5 em phụ. Đều là những gương mặt xuất sắc của võ cổ truyền Việt Nam. Vì thế các võ sĩ không gặp nhiều khó khăn trong việc tập chuyển đổi sang Bokator, bởi hai dòng võ có nhiều nét tương đồng. Có chăng họ chỉ phải làm quen với luật thi đấu mới do nước chủ nhà Campuchia ban hành. Và cũng để giúp đội tuyển Kun Bokator có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32, ngành thể thao đã phối hợp cùng Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam mời một chuyên gia ngoại về hướng dẫn, phổ biến những kiến thức căn bản của môn võ này cho toàn đội. Vừa mạch chuyên môn, vừa cái võ cổ truyền chúng ta và cái võ cổ truyền của Campuchia thì vừa mạch đoàn thế thì nó cũng giống nhau. Thì tuy nhiên bên cạnh đó, bên võ cổ truyền Campuchia là Kun Bokator nó có những cái riêng, đặc biệt nhất là cái luật nó khác với cái luật chúng ta. Ví dụ là những nó thêm những cái đòn như là vật bóc vật, là bắt chân đấm vào mặt. 9 hàng cân là chọn những vận động viên xuất sắc nhất. Thì bản thân ban huấn luyện cũng rất là tin tưởng các em sẽ vào sâu nhiều. Còn về chỉ tiêu thì cái đây cũng chưa nói trước được. Tại là đây lần đầu tiên mình tham gia một cái đại diện cho võ cổ truyền tham gia một kỳ SEA Games. Còn qua đó nó cũng nhiều vấn đề nữa. Thì về vấn đề chỉ tiêu thì ban huấn luyện cùng tất cả các em phải cố gắng hết sức, càng nhiều huy chương vàng nào càng tốt này. Cũng có sự tương đồng với nhau, nó chỉ khác một số động tác thôi. Thì võ cổ truyền thì không được quyết đầu lên gối, còn môn này thì được quyết đầu lên gối ạ. Dạ.
môn này thì được gạt chân té ngã, ví dụ như là đối phương té xuống đất trước mình, té chồng lên đối phương thì vẫn được điểm, còn môn cổ truyền thì không được điểm ạ. Đây là môn đầu tiên của đội tuyển võ cổ truyền Việt Nam thi đấu nên là cũng gặp nhiều khó khăn trong khi đó vượt thi đấu, trước giờ mình cũng chưa tiếp cận được và tổng cục đã mời kịp thời chuyên gia và đỡ hướng dẫn lực và cũng như các kỹ thuật thi đấu. Các võ sĩ Việt Nam đã tiếp thu rất nhanh điều lệ và luật thi đấu của Bogator. Thậm chí tôi còn học thêm được một số kỹ thuật của các bạn để ứng dụng vào Bogator. Ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023, đội tuyển Kun Bogator Việt Nam sẽ không tham dự các nội dung quyền biểu diễn mà chỉ tập trung vào 9 hạng cân đối kháng gồm 5 nam và 4 nữ. Chắc chắn với sự chuẩn bị kỹ càng cùng nền tảng từ dòng võ dân tộc, các võ sĩ của chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trên đất bạn. Qua đó tạo cơ sở ban đầu để đưa võ cổ truyền Việt Nam tham dự các sự kiện thể thao lớn của khu vực. Quan trọng hơn, các võ sĩ sẽ được tiếp thu thêm nhiều kiến thức từ Kun Bogator, qua đó làm dày thêm nét tinh hoa của dòng võ dân tộc. Nằm ở biên giới Tây Bắc của Tổ quốc, bởi thế phong trào võ thuật của Lai Châu chưa thể so bì với nhiều địa phương trên cả nước. Và dù còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn có những vị huấn luyện viên trẻ không ngại vất vả để mang dòng võ dân tộc đến với nhiều em nhỏ nơi đây. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự sau đây. Một tuần 3 buổi, sau giờ học chính khóa các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, các võ sinh võ đường Nhất Nam thành phố Lai Châu lại tập trung ở một khoảng sân cố định. Và trước khi đi từng đường quyền, thế võ để rèn luyện sức khỏe, các em được ngồi thiền, hòa mình vào thiên nhiên, kiếm tìm phút giây thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. Lớp hơn 20 học sinh và thời gian biểu là từ 5 giờ 15 đến 7 giờ 15. Em học võ phái Nhất Nam này được hơn 1 năm rồi. Em thấy cảm giác đầu em có nhẹ hơn. Mỗi lần em đi học về, em đi học võ em cảm thấy em thoải mái hơn ạ. Người gây dựng, phát triển và chủ nhiệm võ đường Nhất Nam Lai Châu hiện tại là võ sư Vũ Đình Công. Sinh năm 1990 tại Lai Châu, con đường học võ và đưa võ về vùng cao của người thầy trẻ tuổi này cũng gian truân và gập ghềnh như chính con đường từ Lai Châu về Hà Nội trước đây. Cái niềm đam mê võ thuật nó được lớn lên trong con người mình từ rất lâu rồi. Nhưng mà trên Lai Châu thì cũng không có cái sân chơi nào về võ thuật. Thì đến những năm 2008 thì tôi có đi học chuyên nghiệp ở trường Đại học Điện lực, đi ngang qua cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Thì ở trên cái sảnh đấy thì có rất nhiều môn phái mà môn sinh đang tập luyện rất là hăng say. Đến cuối cùng thì tôi gặp cái lớp Nhất Nam. Tự nhiên mà không biết môn võ này có sức hút, có điều gì đặc biệt mà những cái người trưởng thành như vậy mà vẫn theo và tập luyện hăng say như vậy. Thì tôi mới quyết định là xin nhập học vào lớp của thầy Trần Mạnh Hà. Ở Lai Châu thì những cái năm đấy thì không có một cái sân chơi võ thuật nào. Thì tôi mới quyết định là mở một cái lớp để chia sẻ những cái gì mình học được. Cái thời gian đầu thì xây dựng võ đường thì cũng rất là gian nan. Đây cũng là một cái câu chuyện rất là đặc biệt đối với tôi. Thì là cái thời gian đấy thì tôi đang làm thợ xây. Đó. Thì lúc mà đang đảo vữa thì có học trò có đi ngang qua. Thì học trò thì cũng chào thầy rất là tự nhiên và thoải mái. Nhưng mà những cái người xung quanh ấy thì họ rất là ngạc nhiên. Thì sau đấy thì những cái công việc của mình và những cái trải nghiệm của mình đấy lấy đó là bài học, là động lực sống và làm gương cho học trò của mình. Có nghĩa là bất kể những cái công việc gì cũng không phải là thấp kém, không nên khinh bỉ hay coi thường về cái công việc mà họ đang làm. Đấy chính là một bài học mà từ chính bản thân tôi rút ra và truyền đạt lại cho các bạn ở lớp ở võ đường Nhất Nam Lai Châu.
So với các thành phố lớn hay vùng đồng bằng, nơi giao thông thuận tiện, việc phát triển phong trào thể thao ở các tỉnh miền núi luôn gặp khó khăn hơn. Đó là còn chưa kể đến tác động của đại dịch COVID-19 trong suốt những năm qua. Nhưng dù đối diện với nhiều thử thách, thì thầy và trò nơi đây vẫn kiên trì bám lớp và đưa võ đường Nhất Nam Lai Châu trở thành lá cờ đầu của phong trào tập võ ở tỉnh. Em là thực tế là đi lao động và hoạt động bên rất nhiều lĩnh vực. Với cái việc mà lăn lộn nhiều như thế nên là cái sức khỏe của em khi đến 30 tuổi nó rất là kém. Và một thực tế đó là khi mà em bê khoảng 30 cân thôi thì tay em run và cảm giác như kiểu không nhân như nổi. Thầy đã nhìn thấy và nhận em là đồ đệ. Và em thấy điều đấy là điều rất hạnh phúc. Và sau khi theo học thì cái cải thiện về sức khỏe cũng như mọi cái trong vòng 5 năm qua là rất là lớn. Và hiện tại thì sức khỏe của em đã khá hơn rất là nhiều. Mọi người sẽ nhìn thấy cái khuôn mặt với các thứ nó đã sáng ra nhiều. Thầy Công thì là một người thầy rất là tuyệt vời của em. Là người đầu tiên dẫn dắt em đến với môn võ Nhất Nam. Thế nên là cảm nhận được cái người thầy dạy rất là có tâm, rất là tâm huyết với môn võ. Cho nên em quyết tâm theo đuổi, mặc dù nhiều trong những năm qua thì dịch dã nó ảnh hưởng đến phong trào võ thuật này cực kỳ lớn, nhưng mà em vẫn quyết tâm giữ nấc đến cùng. Thì đối với Nhất Nam có một cái điều may mắn là các bạn võ sinh được học khí công ngay từ lúc học, thì cái tỷ lệ mắc COVID hay là ảnh hưởng về phổi thì rất là ít. Có 50 bạn thì chắc chỉ có khoảng hơn chục bạn là bị COVID thôi. Còn các bạn rất là khỏe và phổi không có vấn đề gì cả. Trong cái thời gian COVID thì 2 năm võ đường nó phải dừng hoạt động. Và võ đường có lên phương án là dạy khí công online, giúp cho những người không phải của võ đường và được luyện tập cái môn võ Nhất Nam này. Và kết quả rất là tốt. Thì sau đại dịch thì sắp tới thì võ đường có những cái dự định riêng là mở rộng thêm để truyền bá rộng rãi cái môn võ cổ truyền Nhất Nam này đến với bà con và những cái bạn trẻ yêu thích ở trên Lai Châu. Cái vấn đề quảng bá thì là do chính các em võ sinh sẽ giúp mình cái việc công việc quảng bá và các phụ huynh. Đấy. Khi một võ sinh sức khỏe đang rất là yếu mà học một thời gian mà thấy sức khỏe các bạn ấy được cải thiện đi lên và đạo đức tốt hơn thì những cái người phụ huynh đấy sẽ là những cái người quảng bá cho võ đường, và thay vào đó thì những cái giá trị về văn hóa của Nhất Nam cũng sẽ được võ đường Nhất Nam truyền lại cho các võ sinh của võ đường để những cái bài học đạo đức về lối sống và những cái gì mà ông cha ta đã đúc kết được từ xưa đến nay. Võ thuật cổ truyền từ lâu được xem là di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Ở đó, mỗi môn phái đều có những nét tinh hoa và độc đáo riêng, tạo nên sự muôn màu đa dạng của võ thuật Việt Nam. Bởi thế, việc tạo sân chơi để các võ sư, võ sinh phô diễn tài năng chính là một cách để xiển dương nền võ học cổ truyền. Tại Hội Võ Xuân năm 2023, 32 câu lạc bộ võ thuật Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc với hơn 400 võ sư, võ sinh tham gia đã biểu diễn 102 tiết mục tập thể, nội công, quyền binh khí, đối luyện, tiêu biểu như môn phái Nam Hồng Sơn, Thiếu Lâm Hồng Gia miền Bắc, Vĩnh Xuân Cung Phu Thăng Long, Nam Thiên Phật Môn Quyền, Võ Đường Bát Tiên Quyền, Nam Võ Đạo Cung Phu và nhiều môn phái khác khiến người xem mãn nhãn. Đây là cái chương trình thường niên của Hội Võ Hà Nội. Và cái chương trình này chúng tôi làm vào cuối mùa xuân. Năm nào chúng tôi cũng làm chương trình này. Chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ càng. Cái mục đích năm nay ấy là kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 77 năm ngày Thể thao Việt Nam. Thì chúng tôi còn có một cái ý nghĩa rất cao là duy trì và phát triển
và giữ gìn được cái bản sắc võ thuật của Việt Nam và võ thuật của Hà Nội. Và hôm nay anh em chúng tôi, các cái võ sư của chúng tôi đã tập trung tề tựu đây cùng toàn bộ các cái võ sĩ võ sinh xuất sắc của Hà Nội đã đến đây tề tựu đây, và như một cái ngày hội cũng như một cái festival vui, và chúng tôi luôn luôn tụ tập như thế này hàng năm để chào mừng cũng như là để đóng góp một phần nào đó để duy trì cái nền văn hóa của chúng dân tộc. Đây là hoạt động thường niên của Hội Võ Thuật Hà Nội. Hàng năm thì Hội Võ Thuật Hà Nội thường xuyên tổ chức những cái buổi mà giao lưu biểu diễn võ thuật đối với các đơn vị thành viên của Hội Võ Thuật vào các cái dịp đầu xuân. Thì đặc biệt năm nay Hội Võ Thuật được sự phân công của Sở Thể dục Thể thao cũng như là của các cấp lãnh đạo thì đã tiến hành tổ chức cái buổi giao lưu biểu diễn võ thuật ở tại công viên Thống Nhất, tham gia là hơn 32 đoàn của đơn vị của Hội Võ Thuật Hà Nội với số lượng môn sinh võ sư tham gia trên 400 người với một cái số lượng tiết mục đông như thế, hơn 200 tiết mục, thì nhằm là quảng bá cái hình ảnh võ thuật cổ truyền Việt Nam không chỉ là trong nước mà còn mong muốn rằng là chúng ta quảng bá cái hình ảnh võ thuật cổ truyền của chúng ta, cái tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam ra cả các bạn bè thế giới nữa. Thì võ phái Nam Thiên Vương Nôn Quyền lần này tham gia với số lượng huấn luyện viên võ sinh lên đến hàng trăm người với trên 20 tiết mục từ quyền cước binh khí, nội ngoại công phá cũng như là khí công, công phu. Ngày hội võ cổ truyền này thì thực ra là 2 năm rồi chúng ta mới có thể là ra một cái sân chơi lớn như này. Đây là một ngày gọi là ngày hội của toàn thể các anh em võ thuật ở các môn phái. Thì cái ngày hội võ này thì theo cá nhân của em ở trong võ đường Bát Tiên Quyền, Nam Võ Đạo Cung Phu, thì là em đã phải về cái ngày này thì em đã phải chuẩn bị rất là kỹ càng cho các môn phái môn sinh, cho các võ sinh. Ngay bản thân em cũng là cái người huấn luyện viên trưởng của môn phái đấy, thì em đã phải chuẩn bị rất là kỹ càng cho cái ngày hội võ thuật này. Cái ngày hội này là những cái ngày mà để lưu giữ, để bảo tồn lại bản sắc văn hóa của võ cổ truyền của chúng ta thì đã được biết là được rất lâu đời nay rồi, và ngay bản thân em ở thế hệ trẻ như này là chúng em sẽ phải luôn luôn tích cực tham gia những cái phong trào của Hội Võ Thuật cũng như là Liên đoàn Võ Thuật tổ chức để cọ sát cũng như là đưa được cái tinh hoa võ thuật cổ truyền lên đến với cả tầm quốc tế. Theo em thì đây là một sân chơi khá là bổ ích cho tất cả các môn phái. Nó vừa giữ gìn các võ thuật Việt Nam, nói chung là các bạn trẻ hiện nay thì đa phần là hướng về các môn thể thao gọi là hiện đại hơn. Nhưng mà theo em thì em vẫn thích môn võ cổ truyền vì nó vừa cho mình sức khỏe, nó cho mình tinh thần, nó vừa cho mình rất là năng lượng. Nó mang một cái tính chất rất sâu rộng là trong quần chúng nhân dân và cũng như trong các võ sinh của chúng tôi để nối và kế thừa toàn bộ cái truyền thống của cha ông để lại của dân tộc và của thủ đô. Hội Võ Xuân năm 2023 với sự tham gia đông đảo của các võ sư, võ sinh của các môn phái trên khắp cả nước đã giúp duy trì và phát triển võ cổ truyền dân tộc. Cũng chính từ ngày hội này, góp phần bồi đắp thêm tình yêu của các bạn trẻ với võ thuật cổ truyền.